Xưởng đồ gỗ Giá Gốc Phạm Gia xin giới thiệu đến quý khách hàng gần xa trên mọi miền Tổ quốc cùng toàn thể mọi người đang theo dõi video của xưởng nhà em. Một mẫu kệ TV, em gọi là mẫu kệ sofa, được làm từ chất liệu là gỗ hương đá. Và chiếc kệ này là có kích thước thông số kỹ thuật là dài 2,4m từ bên phải màn hình sang bên trái màn hình, là dài 2,4m và chiều từ mặt đất lên tới mặt đỉnh mặt kệ là cao là 80. Đấy, và chiều sâu từ đằng trước đây, từ đây và đến đây là sâu là 45cm. Đấy, đây là mẫu kệ sofa được làm từ chất liệu là gỗ hương đá, một loại gỗ quý thuộc nhóm 1, đặc biệt là gỗ hương đá là không bị cong vênh mối mọt. Theo thời gian càng dùng thì gỗ hương đá có giá trị kinh tế càng cực kỳ cao. Đấy, đây là mẫu kệ sofa nha các bác. Lồi ở giữa. Đây. Hậu là em làm ván liền một tấm không hề chấp ghép. Đây là mẫu kệ sofa. Và nếu mà bác là quan tâm đến những cái mẫu kệ tivi như này thì có thể liên hệ trực tiếp với xưởng đồ gỗ Giá Gốc Phạm Gia nhà em. Nhà em sẽ tư vấn chi tiết hơn về các loại kệ tivi. Ở trên này là lồi ở giữa. Khoảng cách từ điểm từ bên trái đến cái điểm kia là 1,4m, nên các bác có thể lựa các loại tivi mà để thoải mái, chiều cao nó rất là hợp lý để các loại tivi luôn. Khoảng cách là 1,4m. Đấy, từ cái chân này đến chân kia, giá đỡ tivi thoải mái ở bên dưới này thì rất tiện lợi để các bác có thể để các cái đầu kỹ thuật số cũng như âm ly, đầu cassette các kiểu để các bác tham khảo. Và kệ là sẽ có 4 cái ngăn kéo. Đây, tất cả là có 4 cái ngăn kéo để đồ rất là hợp lý, tay lắm bằng đồng. Đấy. Bên trong này thì tủ đồ rất là rộng, có thể để được rất nhiều đồ. Ngoài mẫu này ra thì sửa nhà em còn có mẫu kệ vát nữa. Thì kết thúc video này, em sẽ xin giới thiệu là mẫu kệ vát bên cạnh để các bác tham khảo. Và với một chiếc kệ tivi đặc biệt như này, được làm từ chất liệu gỗ quý là gỗ hương đá, thì xưởng nhà em xin công khai báo giá luôn. Với mẫu kệ như trên màn hình các bác đang xem, xưởng bán với giá chỉ có 10 triệu đồng là giá xuất xưởng tại xưởng đồ gỗ Phạm Gia, hoặc là thương hiệu là xưởng đồ gỗ Giá Gốc. Đấy, một chiếc kệ đặc biệt như này xưởng nhà em bán với giá chỉ có 10 triệu đồng thôi. Các bác quan tâm thì có thể đến trực tiếp cơ sở tại là thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, làng nghề chuyên sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp với thương hiệu là đồ gỗ Phạm Gia, nổi tiếng khu vực miền Bắc. Sau đây xưởng em xin kết thúc video và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bác, các anh, các chị đang theo dõi video của em. Và kết thúc em sẽ giới thiệu thêm chiếc kệ vát ở video sau, các bác theo dõi thêm.